Và đây là một cái bản tin mà chúng tôi cập nhật cho những người mà đã trúng số và muốn giữ cái danh tính. Thì Hạ viện của Florida đã thông qua về cái dự luật này để bảo vệ cho danh tính của những người đã trúng số. Thì đã được vừa thông qua vào ngày thứ tư vừa rồi, ngày 2 tháng 2 thôi. Và những người trúng số từ 250.000 Mỹ Kim trở lên khi mua vé số của Florida Lottery sẽ có thể được giữ bí mật danh tính của họ trong vòng là 90 ngày. Và cái người dân biểu của địa hạt số 13 ở đây đã phát biểu là tiểu bang đã đề cập đến những người trúng số mà lên đến hàng triệu Mỹ Kim tại Florida và Georgia cũng đã bị giết sau khi mà đã nhận giải thưởng của mình. Thì cái dự luật này có tên là HB 159 sẽ cho những cái người trúng số có thời gian để mà chuẩn bị về cái vấn đề tài chính của họ trước khi mà cái việc sẽ công bố cái danh tính của những người này ra cộng đồng, mà ai cũng phải biết về những cái tin tức này hết. Thì theo như là bà dân biểu Davis thì bà đã nói rằng ai trong mỗi người chúng ta đều mơ ước có thể được trúng số một lần, nhưng mà thật không may nếu mà khi một cái giấc mơ này trở thành một cái cơn ác mộng. Ý là bà nói bà ám chỉ về những người đã trúng số và đã từng bị giết như vậy. Và cái dự luật này đã được thông qua và được chấp nhận với cái tỷ lệ rất là áp đảo là 114-1, và không có một bất kỳ một cái cuộc tranh luận để phản biện về cái dự luật này. Và hiện tại thì dự luật cũng đang được đưa lên thượng viện của Florida để mà xem xét, để mà khi tiến hành bỏ phiếu để trở thành một cái luật. Thì cho tới hiện tại thời điểm này thì cái dự luật này vẫn chưa vấp phải một cái sự phản đối của bất cứ một cái người thượng nghị sĩ nào tại thượng viện ở Florida. Thì đây cũng là một cái tin mình rất mừng cho những người trúng số. Thì không biết rằng là tại tiểu bang California thì những người trúng số họ sẽ được giấu cái danh tính của họ cho tới được cái thời gian bao lâu, và sẽ khi nào mà sẽ có cái dự luật này thì chúng tôi sẽ cập nhật và sẽ gửi đến cho quý vị.